Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Kaset, nơi những chia sẻ thú vị về cuộc sống hay bí mật văn hóa, nghệ thuật với các danh họa lỗi lạc, một tác phẩm hội họa hay điêu khắc kiến trúc sẽ được giải mã. Mình là Thùy Dung và ngồi kế bên mình hôm nay chính là một thành viên rất là đặc biệt mà mình đã năn nỉ rất là nhiều ngày để chị đồng ý xuất hiện trong podcast. Đấy chính là chị Khánh Linh. Xin chào mọi người, cảm ơn Dung đã nhiệt tình năn nỉ để chị có thể xuất hiện ở trong số podcast ngày hôm nay để cùng mọi người trò chuyện tâm tình về chủ đề rất là thú vị. Tâm ý cho mọi người là chị Linh cũng là sếp của mình nên số podcast này mình cảm thấy hơi căng thẳng. Không, Dung không căng thẳng đâu mọi người ạ. Như mọi người cũng đã biết thì thời tiết miền Bắc lúc này đã chuyển sang mùa đông rồi. Còn ở miền Nam cũng đã có một số những ngày thời tiết chuyển lạnh. Vậy nên thời trang mùa đông là một điều mà hầu hết ai cũng sẽ cảm thấy hào hứng. Vì là lựa chọn của chúng ta sẽ có nhiều hơn là thời trang mùa hè. Mình sẽ được layer rồi cả đeo khăn, đội mũ nữa. Chính vì thế mà Catset cũng rất là hào hứng với chủ đề của tuần này mang tên Catwalk đi làm. Mình nghĩ mặc đẹp á, nhất là mặc đẹp đi làm thì là cả một nghệ thuật. Và số podcast lần này của mình sẽ là những chit chat chia sẻ dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Hy vọng mọi người sẽ enjoy cái moment này. Vậy thì không biết chị Linh đã sắm cho mình nhiều đồ đông chưa? Mùa đông năm nay à? Chị tự nhận thấy là mình sắm ít hơn năm ngoái rất là nhiều. Có sắm được một cái túi, một đôi giày với cái áo khoác len thôi. Hồi trước thì chị sẽ có xu hướng mua đồ nhiều hơn. Sau một khoảng thời gian làm việc thì chị thấy là mình đã học được cái cách mix các item này với nhau, nên là hạn chế cái việc mua đồ lại. Thế còn Dung thì sao? Bình thường chị thấy Dung rất là hay xem đồ trên Instagram đúng không? Mùa đông năm nay thì Dung đã có cái cách làm mới tủ đồ của mình như thế nào? Thật ra em xem đồ trên Instagram nhưng mà do budget còn hạn hẹp nên là em vẫn chưa sắm sửa được gì nhiều. Tuy nhiên thì em cảm thấy mặc lại đồ từ năm ngoái cũng khá là ổn. Và em định là sẽ mua đồ để mặc vào dịp Tết. Em khá là thích môi trường làm việc của bọn mình, bởi vì mình có thể ăn mặc thoải mái đến công ty, miễn là vẫn lịch sự. Chị cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà hôm nọ em có mặc quần jogger và đi giày thể thao đi làm, và bị chị Trang kêu là như mặc đồ ngủ. Mặc dù hôm nay em đã ngồi cãi nhau với chị Trang, nhưng mà cùng thì chị cha vẫn thực sự là không bị thuyết phục bởi những cái lý lẽ mà em đưa ra. Chị cũng hoàn toàn đồng ý với Trang. Hả? Thôi đùa đấy. Thực ra thì quần jogger chị thấy là mang lại cái vibe khỏe khoắn và năng động, nên là việc mình mặc đi làm thì cũng không có phải là quá bất hợp lý. Cái điều này làm chị nhớ đến một chi tiết mà mình đã đọc ở trong quyển Bí mật ngành công nghiệp thời trang. Tác giả của cái quyển sách này là một biên tập viên thời trang, và chị ấy đã kể về cái cuộc cãi vã với người yêu khi mà mặc một quần jogger đi giày cao gót đến gặp mặt cha mẹ của anh ấy. Nhờ thế mà cha bảo em là mặc như đồ ngủ. Em thấy quần jogger có thể phối với rất là nhiều trang phục khác nhau và nó đem lại một cái vai khỏe khoắn. Mình có thể phối jogger với lại áo phông này, rồi đi với sneaker này. Hoặc có thể là với áo nỉ cùng với một chút phụ kiện. Nhưng mà chị thấy nó sẽ chỉ phù hợp với một số môi trường làm việc nhất định thôi. Ví dụ như là môi trường văn phòng thiên về sáng tạo như của mình chẳng hạn. Còn ở những nơi khác thì trang phục formal sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như là làm ở trong nhà nước, cơ quan đoàn thể. Chị nghĩ vậy. Em nghĩ là mặc như thế cũng có cái hay, kiểu sơ mi trắng rồi chân váy bút chì đen, all day, all the time. Đây là classic. Thì mình sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều về việc là ngày mai mình phải mặc gì làm, rồi mình kết hợp phụ kiện như thế nào. Cho mọi người biết thì ở công ty mình, bản thân mình thấy chị Linh là người mặc đẹp nhất. Thôi xin ạ. Bạn là nhất. Mình rất là thích phong cách của chị Linh, và bên cạnh đó thì là sức chịu chơi và chịu lạnh của chị. Mình rất là thích mặc váy, tuy nhiên thì vì mùa đông á nên là
Mình không thể mặc váy được vì lạnh, tuy nhiên mình vẫn thấy chị Linh rất là trăm diện những cái chân váy rất là đa dạng. Mùa đông ở Hà Nội mà chị cũng thấy rất là lạnh chứ, nhưng mà cũng phải rút kinh nghiệm dần, tại vì đợt vừa rồi mình chỉ có bị cảm lạnh khá là nặng. Em có thấy đợt đấy. Nhưng mà chị vẫn muốn mặc váy để đi làm, nên là chị đã rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân. Ví dụ như là khi đi trên đường thì mình sẽ mặc một cái áo dạ hay là áo khoác phao rất là dài. Mình chỉ thấy là những cái áo đấy rất là ấm và mình sẽ cởi ra khi mà mình đến công ty. Ở bên trong thì mình vẫn có thể mặc đồ như bình thường. Em thấy người ta còn bán cả những miếng dán giữ nhiệt hoặc là túi chườm nóng nữa, nên maybe ngày mai hay là tuần sau em có thể thử mặc váy đi làm. Có một cái style mà chị thấy là khá hợp với Dung, đấy là Dot Academia. Dung có thể thử phối hợp chân váy với một chiếc áo len cổ rùa. Bình thường thì chị thấy Dung rất là dễ ốm, nên là chắc là chị sẽ khuyên Dung là mặc thêm cái quần thất mỏng ở bên trong nữa. Mình đi với một đôi giày Oxford hoặc là Mary Jane chẳng hạn. Em vẫn thấy chưa đủ ấm chị Linh ơi. Thế thì hãy khoác thêm blazer hoặc là một chiếc áo dạ dáng dài. Ở trên đường thì mình có thể dùng một cái chùm chân để cho đỡ lạnh hơn ấy. Và đương nhiên là khi mà mình kết hợp một cái bộ trang phục nào đấy thì đừng có quên phụ kiện như là thắt lưng, vòng cổ, khuyên tai. Em có để ý là chị Linh rất là thích phụ kiện, và mỗi ngày thì chị Linh sẽ có một món phụ kiện khác nhau để mang đi làm. Nhưng mà chị bảo đông này chị không sắm gì nhiều. Thật ra thì phụ kiện cũng không đắt lắm mà. Em có thể tìm ở những cái shop vintage hay là second hand ấy. Chị thấy là phụ kiện làm cho bộ trang phục trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Ok, ngày mai dẫn em đi ạ. Dạ, vâng. Thường đi làm thì ngoài quần áo ra, nhất là các bạn con gái sẽ quan tâm nhiều đến trang điểm. Và bản thân em thì em nghĩ thứ quan trọng nhất trong không make up đó chính là thỏi son. Kể cả khi mà mình trang điểm đậm hay là mình chỉ sử dụng một cái make up nhẹ nhàng thôi chẳng hạn. Em thì rất là thích son. Tuy nhiên thì khi em dùng son á, thì lúc mà mình uống nước nó rất dễ dây ra thành cốc. Thật ra chị cũng có quan sát thấy điều này khi mà ở trong công ty á, nhìn vào cốc là biết ngay đấy là cốc của Dung. Vâng, cảm ơn. Em có thể thử sang các cái loại son lì hoặc là ultra matte xem. Gần đây thì chị có sử dụng qua cái dòng son mới của Kilian và rất mê chất son. Trời ơi, nó rất là mịn và cực kỳ lâu trôi. Khi mà chị dùng nó cả ngày không cảm thấy là môi mình nặng hay là bị khô, nên là em có thể tham khảo thử. Nhưng mà em thường sẽ thích sử dụng son châu Á, ý em là son Hàn Quốc hơn, tại vì cái tông màu nó khá là hợp với lại châu Á. Ví dụ như những màu em thích như đỏ đất hay là đỏ gạch á, thì em sẽ khó kiếm được ở trong những cái màu son của châu Âu. Và em đánh son của châu Âu thì mặc dù chất son rất là thích nha và giữ được trên môi rất là lâu, nhưng mà nó cứ bị hồng môi ấy, kiểu ngả sang cái màu như kiểu màu hồng cánh sen á, nhìn rất là ghê. Thế thì có một cái cách mà chị thấy là rất nhiều bạn beauty blogger đã recommend cho mọi người, đấy là mình sẽ sử dụng concealer phủ một cái lớp mỏng ở trên môi để che đi base hồng sẵn của môi, và khi đó thì son sẽ lên chuẩn màu hơn. Chị đã áp dụng cái cách này và thấy rất là hiệu quả. Hoặc là em cũng có thể tự mix các màu son này, như thế thì mình sẽ chủ động hơn và cũng khá là fun mỗi khi đi làm nữa. Thank you chị Linh về những tips đánh son rất là hay. Cũng bật mí cho mọi người là chị Linh á, có một đặc điểm là chị sẽ không bao giờ mang son đi làm, nhưng mà son của chị thì vẫn giữ ở trên môi từ lúc mà chị đến công ty cho đến khi mà chị đi về. Rất là phi thường. Trong khi mình thì rõ ràng là đến công ty đánh son cẩn thận rồi, nhưng mà thực thỏa mình lướt qua gương á, nhìn như kiểu chất trôi á, nó rất là đáng sợ. Trời ơi, thế thì hãy mua một thỏi son lì ở cuộc đời mình đi. Ok, em sẽ cân nhắc. Và maybe son của chị Linh giữ trên môi lâu là bởi vì chị lười uống nước nữa.
Ngoài trang phục và make up ra thì còn có một điều rất là quan trọng để tạo nên một tổng thể outfit hoàn chỉnh, và đối với mình chính là mùi hương. Mùi hương yêu thích của Dung trong mùa đông này là gì? Mùi tiền ạ. Oh, my favorite too. Em đùa ấy. Thực ra thì không, em không đùa, em thích mùi tiền thật. Nhưng mà trên thực tế thì em không hay xịt nước hoa, tại vì mũi em nó hơi bị dở hơi á. Thay vào đó em sẽ sử dụng những cái sản phẩm có mùi hương như là ngăn khử mùi này. Hiện tại thì em đang sử dụng một cái có mùi dưa chuột. Hoặc là em sẽ sử dụng body lotion có mùi em cũng đang sử dụng một sản phẩm có mùi matcha liệu đỏ, nó khá là đáng yêu, cute hợt mê. Hoặc là những cái mùi của bột giặt hay là nước xả vải á, nó cũng có thể tạo nên cái mùi hương khá là nhẹ nhàng cho mình. Hồi trước thì em có sử dụng một chai body mist có mùi hoa trùng ngây á, nghe rất là hay, cái mùi nó cũng rất là lạ nữa. Tuy nhiên thì lâu dần em bắt đầu kiểu mất cảm giác với cái mùi đấy. Tại vì em ngửi nó lâu quá mà, nên là em ngưng sử dụng. Em biết là chị Linh rất là thích nước hoa, thì chị có thể chia sẻ với mọi người hoặc là với em kiểu hương mà chị yêu thích không? Vào mùa đông thì chị thường thích những cái mùi hương thuộc nhóm phương Đông. Thật ra thì mùa nào chị cũng thích cái nhóm hương này cả. Em thế phải dũng cảm lắm á thì mới có thể dùng những cái mùi hương có chứa những cái nốt hương rất là nồng, rất là mạnh mẽ như kiểu trầm hương hay là tiêu, những cái nốt hương gia vị ấy. Vào mùa hè. Và em có nhớ là một hôm gần đây thôi, thì em rất là nhạy cảm với mùi hương và em đang bị dị ứng với mùi hoa sữa. Và em bước vào công ty, sau đấy thì em đã ngửi thấy một mùi hương nước hoa rất là nồng. Và cái cơn dị ứng của em nó ấy càng mạnh lên. Và sau đấy thì em cảm giác như mắt em không thể nào mở được ra nữa. Nên là em thấy việc lựa chọn mùi hương ở nơi công sở cũng rất là quan trọng. Đúng là mình cũng phải cân nhắc khi mà sử dụng nước hoa trong môi trường mà có nhiều người xung quanh. Thì em nghĩ thì trong môi trường công sở, những cái mùi hương mà tươi mát nhẹ nhàng hoặc là ấm áp cũng được, nhưng mà nó nên là nhẹ nhàng thì sẽ hợp với số đông hơn. Còn những cái lúc mà mình đi chơi hoặc là trong không gian mở thì cái lựa chọn mùi hương của mình có thể kiểu thoải mái hơn, mình có thể lựa chọn những cái mùi hương mà mình thực sự yêu thích. Ok, đã note lại để về sau chọn mùi làm cho Dung cảm thấy không bị ngợp. Ôi, cảm ơn chị Linh. Thực ra mình cũng không định nhắc là tên người đồng nghiệp đấy là chị Linh đâu, nhưng mà chị Linh tự nhận. Mình tự biết là mình yêu thích những cái mùi hương như thế nào. Và chắc là mọi người xung quanh cũng hơi khó để có thể... Không, mọi người xung quanh ổn, nhưng mà vì em. À, ok, em thôi. Ok, được rồi. Và đó cũng là cái chia sẻ mà mình muốn mang tới cho mọi người. Nếu mọi người thấy các tips này hữu ích thì hãy áp dụng chúng cho tuần mới đi làm nhé. Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Yay, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt mọi người.